Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin cập nhật Mảnh ghép cuộc sống buổi sáng trên kênh BRT. Mảnh ghép 8 giờ 50 phút sáng nay, 6 tháng 8 sẽ chuyển đến quý vị nhiều thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng cao. Bên cạnh đó, tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng ghi nhận một số ca F0. Nên để phòng chống và ứng phó hiệu quả với các tình huống nguy cơ lây lan của dịch bệnh, ngày 5 tháng 8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành công văn đề nghị các doanh nghiệp siết chặt hơn nữa việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị các doanh nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền nhắc nhở công nhân, người lao động thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng truy quét Bluezone, nCoV để làm cơ sở dữ liệu cho ngành y tế trong việc truy vết khi có ca nghi nhiễm xảy ra và xây dựng kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 trong thời gian tới. Giám sát chặt chẽ lái xe, phụ xe và khách hàng khi vào doanh nghiệp. Tất cả phải thực hiện khai báo y tế và có giấy xét nghiệm trong thời hạn 72 giờ trước khi đến doanh nghiệp. Hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp khi giao nhận hàng, tương tác với khách hàng. Tỉnh đề nghị các doanh nghiệp kiện toàn nâng cao trách nhiệm các tổ an toàn COVID-19 trong các doanh nghiệp. Thống kê danh sách công nhân người lao động tạm nghỉ việc gửi về Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để đưa vào kế hoạch xét nghiệm tiêm vaccine. Công nhân người lao động trước khi quay lại làm việc, các doanh nghiệp phải xét nghiệm sàng lọc kỹ và phải sắp xếp số lượng địa điểm làm việc phù hợp và hạn chế tiếp xúc đông người.